cái gì? Ngủ hả? Đó nằm đó. Hello. Dạ. Đó, đó. Dạ. Ngủ chưa hả? Dạ. Ngủ chiều hả? Dạ, anh Giang mới qua. Anh mới qua nè. Hậu Giang kính chào quý cô chú anh chị. Hậu Giang chào quý khán giả hàng xa. Thưa bà con, hôm nay là buổi chiều ngày 22 tháng 10. Hậu Giang về quê cũng mới lên đó cô chú anh chị ơi. Thì đến để cập nhật nhà của vợ chồng Nằng Lùng gửi đến cô chú anh chị xa gần xem qua màn ảnh nhỏ. Hậu Giang cũng có đem theo 4 lọ để đang ngại chống đập cao Trung Sơn. Em hẳn là đặt dùm cho bà con cô chú anh chị. Từ cái chỗ mà em hẳn sử dụng hiệu quả rồi, bà con ở đây sử dụng cũng rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị xem video cho Hậu Giang một like ủng hộ cho Hậu Giang ạ. Nó gạch thì lấy về cũng nhiều lắm cô chú anh chị. Nó nghe ở đây thì cái đường này ở trong nhà, ở đây nhà cũng ít cho nên để gạch phía này cũng được đó, cô chú anh chị. Một cái là cái nhà làm thợ đào hơi cực, đó là nước đó, cô chú anh chị, mưa đọng nước. Nằng Lùng chắc chưa hay Hậu Giang xuống. Hậu Giang về hồi hôm qua, rồi chiều nay mới chạy lên á. Hồ nước quá trời nước luôn. Cái mấy cột trước nè cô chú anh chị. Mấy cột trước. Làm cao gáo rồi, cái nền lên 6 tấc. Mai mốt mưa gió không có ngập nữa. Hết lo rồi cô chú anh chị ơi. Dạ phạt đầu con. À, 14 à, dài 14 à, bề ngang 4 của chú anh chị. Dạ con chào cô, con mới xuống. Dạ. Ôi chào hết mấy anh thợ nha. Mấy anh thợ khỏe không? Khỏe. Khỏe ghê không? Hả? À? Sao móc xịn? Hả? Xịn nước quá trời ơi. Vậy đó hả? Đào hơi cực hả anh ba? Đó, anh có anh thợ biệt danh là ba cha cứu nha cô chú anh chị đó. Anh là đội trưởng trong cái mà dàn thợ này đó. À. Mấy đào bữa đào cột hay cực hả anh? Đào hôm qua với bữa nay mới xong dàn móng, nhưng bây giờ này xây cuốn cát xong rồi đổ cái đà trên này nữa. Là lên cao hơn lộ nhiều lắm á. Đổ đà hả? Đổ đà. Dạ. Nó nhờ mấy có mấy cột phủ người ta luôn, cái chịu đà luôn nè. À nhờ có gâu cũng mình để cái gâu lại cũng đỡ ha. Đúng rồi, đà làm trên này luôn. Em thấy mấy cây sắt ở đây cũng sắt mà cột cũ sắt cũng còn tốt quá trời anh. Không, anh ba trên này nó cũng còn sắt mà. Dạ. Nhưng mà sẵn có gì mình bắt vô cái gâu luôn cũng được ha. Không làm cái mới không lấy cái cũ được đâu. Hả? Nó bị chữ lấy làm cái mới không làm sắt cũ. À vậy là cái đó bỏ luôn hả? Cái bánh cái chai nó sắt mới à. Không ý em nói mấy cái gâu này có bắt vô không? Phải, cái này nó tại nó nằm ở đây là chịu luôn rồi. À. Chứ còn sắt cũ thì bắn vô chai là đúng rồi. Sắt cũ để hai vợ chồng của Nằng Lùng bán ra chai rồi cũng kiếm tiền mua kẹo cho con đồ ăn cũng được. Bốn người làm đó cô chú anh chị, tại vì nó ngay anh Hải ảnh lãnh cũng rất là nhiều nhà. Đó thì chia ra để mà làm thì vài ngày ảnh chạy xuống để ảnh coi cô chú anh chị. Rồi cái bức tường này chừng nào đập đây anh? Dạ ngày mới về đồng hồ hả cô? Dạ. Tại vì đâu phải mình nên mình đâu, cũng phải đợi chờ chứ. À, phía sau nè cô chú anh chị, đây là cột nhà phía sau. Tính ra giờ ra phía sau này, sụt ra phía sau này cỡ 1 mét gì hết anh ba? Sau này 1 mét rưỡi, giờ trước 3 mét rưỡi luôn. Sau này 1 mét rưỡi, trước 3 mét rưỡi ha, nhóm gần trước đó hả? Tại nó giờ xích nữa, không có lối thoát hiểm á. Dạ. Giờ sát hết đất là không có lối thoát hiểm, cái nó ngay cái rễ cây mây nữa, không có làm được. Dạ. Giờ lên lại, còn trước đẩy xuống lên lại. Rồi mấy anh mướn nhà trọ gần đi không? Gần, qua sông. Vậy đó hả? Tháng nhiêu anh? Tháng tiền điện nước luôn chắc cỡ 700 ngàn. 700 ngàn mà 4 người chia ra ha? Dạ. Thôi cũng nhẹ. 4 người chia ra đâu, thầu không có tiền lo, tự lo biết sao nhỉ? À, chứ để ở đây 4 người thì nó không có tiện bằng mình mướn nhà trọ. Ở đây mưa nó tạt nữa. Mưa tạt cũng được. Dạ. 5 giờ nghỉ ha anh? 5 giờ. Sáng 7 giờ làm. Đúng rồi.
11 giờ nghỉ hả? Dạ. Rồi 1 giờ vô làm ha. Vô làm 5 giờ ngày làm đủ 8 tiếng. Mấy anh cố gắng đẩy nhanh cái tiến độ thi công lên nha, đặng bà con cũng đang trông chờ tụi em tổ chức đám cưới cho nàng Lùng xong cái nhà đó. Vậy chắc cỡ 4 tuần là xong rồi, 20 mấy ngày, cỡ 25 6 ngày xong rồi. Mình làm nhanh nhanh đặng nữa mời mấy anh dự đám cưới rồi luôn nha. Dạ, đám cưới phải có anh à. Đám cưới là thợ hồ ở đây là phải có mặt hết nha. Xa lắm á. Không, em mời luôn đó nghe. Bây giờ nàng Lùng chưa mời mà em mời anh luôn á. Nửa đám cưới của vợ chồng nàng Lùng là mời tất cả các anh em thợ hồ mà xây nhà cho nàng Lùng nha. Rồi. Dạ. Có anh Hải đâu nữa chứ đâu có thiếu được. Trời, đám cưới người ta mà, đám cưới người ta mà nôn cũng chết vậy. Nôn. Tính ra đào học đồ mình cũng nhanh ha, mới bữa nay mới có 2 ngày chứ gì. 2 ngày nhưng mà gán lắm, ở nơi đào thì vừa đặt máy bơm xuống bơm nó mới đào được, tại nước ngập quá trời ngập. Ủa đặt máy xuống bơm hả? Máy xuống bơm nước không à, dưới nước không à. Dạ. Đào nó nước trên hoài nó làm nó thì công nó hơi chậm chút. Bên kia thì đỡ, bên đây mới giữ luôn á. Tại vì nước ở đây thì nó trầm thủy ở đây mà nó đâu có đường thoát đâu. Không có đường thoát. Dạ. Bởi vì cái nền này lên cao là hơn lậu là không sợ nhà này hết cặp. Sáu tấc là ngon lành rồi. Sáu tấc là cái nhà. Cao lậu rồi, sáu tấc cao lậu. Dạ. Sáu tấc là đâu có ngập nữa. Đó bây giờ làm nhà phải cao cao đi. Dạ. Mà công lắm. Mấy cái cột này nữa kêu em hặn đập cái lấy sắt nè, chừng nào khỏe khỏe. Hả, có sắt không? Sắt có để lót mình đi trong đó đi để dễ. À, để lót gì cũng được. Vậy mình đi la to á. Dạ. Ngon lành ha cô chú anh chị. Thì tầm khoảng 1 tháng là cái nhà này đã hoàn thiện rồi đó cô chú anh chị ơi. Cũng như anh ba anh chia sẻ là anh đẩy nhanh tiến độ thi công lên. Ồ xây đó mấy đó lên cao gì đó hả anh? Cái này cây này là mấy cuốn cát thôi, còn đổ đà 2 tấc nữa. Gì đó hả? Dạ. Chiều về mấy anh em đồ có lai gai đồ không? Không. Hả? Không. Không có lai gai sao? Không, không. Không có dẫn găng, dẫn cốt đồ sao? Không. Dạ. Dạ, dạ thì chia sẻ công việc cho anh biết gì đó thì cái này mình lên 3-4 tấc còn đổ đà 2 tấc nữa là 6 tấc. Dạ. Đó này là cuốn chân thôi. Dạ. Cuốn chân đặng mình đổ đà xong ôm rồi mới bơm cát vô. Dạ. Coi như là cho nãy, nó khô nó chắc chắn rồi ha. Dạ. Hồi nãy thấy tôi coi thì thấy mấy anh mà YouTube mà quảng cáo câu Trung Sơn gì đó rồi tôi ốm vậy tôi xin chia lại còn tôi chia lại cho trường hợp tại ốm yếu. Dạ. Ngủ khó ngủ nữa. Dạ còn em cũng có đem theo để chia cho bà con, em có gửi đem theo cho hẳn 4 hộp kìa đặng chia cho bà con kìa. Vì để em ra xem lấy cho. Dạ, anh nào đó giờ có sử dụng lần nào chưa? Có, chưa có sử dụng lần nào. Thấy mấy anh bán thấy được, tôi thấy tại kệ mình gắng làm ngày hai ngày gì mình kệ tốn vậy mình có sức khỏe ngủ ngon tại thiếu giấc ngủ á. Dạ đúng rồi, thì, cái này nó cải thiện giấc ngủ rất là tốt anh. Giấc ngủ không có no giấc rồi. Dạ. Làm thấy nó hơi mệt. Dạ. Tại cũng 50 rồi thấy cho mình đâu còn trẻ đâu. Thì uống thử 50 rồi hả? 50 rồi á. À. Uống cái này á là trời. Anh khi mà anh sử dụng là ăn xong uống liền sáng 3 viên, chiều 3 viên sau bữa ăn. Ăn xong chút xíu uống, hoặc là uống liền cũng được. Rồi uống 2 lít nước. Cái lúc đầu thì nó làm cho anh ghim mình quể quải nha. Thì lúc anh nói chung nó giật đó, anh chịu. Yeah. Khó nha. Yeah, yeah. Rồi anh uống nước nhiều vô đi rồi nó sẽ qua. Yeah. Cái này nó cải thiện giấc ngủ, dù anh đau nhức xương khớp đồ này kia rất là hiệu quả luôn. Cái đó có kỵ mà thứ bảy mình có dàm làm vài cốc đồ giải trí có kỵ rượu bia gì không? À, cái này nói chung nó không có kỵ một bất cứ một cái nào hết. Nó không có kỵ. Dạ. Đúng, tại nó hồi gừng không nhậu quá, mình có nhậu chút chỉnh chứ cuối tại vì cái bữa nào mình có giãn gân thì mình bỏ nó ra mình khỏi uống. Tại mình có giãn gân cái kia rồi. Rồi. Không biết hỏi trước. Dạ. Cứ ngày nào cũng phải uống cái vô vài cốc uống vô mệt à. Anh nghe nói hiệu quả mà trước giờ là anh chưa từng sử dụng phải không? Chưa. Dạ. Cũng như bữa hổm anh Hải thợ hồ đó anh cũng đặt mấy hộp đó về đó. Tại tôi thấy anh Hải cũng đặt mấy hộp đó thấy. Ủa chắc anh Hải nó uống cũng tốt lắm. Tại nó chạy xe lên xuống công trình nhiều á, đi đường xa mỗi lưng mỗi mệt mỏi á. Dạ. Giờ thì tôi thấy vậy tôi cũng lại anh sẵn anh lại tôi chia một. Dạ. Hộp thì một hộp uống để có hiệu quả thì còn mua cho bà già nữa. Dạ. Già 70 80 rồi bà cũng đau hết đầu gối xương khớp bà đau bà đi không nổi đi. Dạ. Mà bà chưa từng uống thuốc gì bà uống. Dạ. Không à. Tại vì cái này nó không có để lại bất cứ một cái tác dụng phụ nào hết. Và đặc biệt là không giữ nước. Nó hậu gần hậu nghệ em nói gì anh cũng nghe kịp rồi đó.
nó rất là hiệu quả luôn khi bà con mình sử dụng. Dạ. Rồi để em lội ra xe em lấy ra cho anh ha. Dạ, dạ, cảm ơn. Đây nè anh ơi, em đem dạ. Vô nè. Đây, gửi cho anh. Hộp này là 260 viên, mình sử dụng được một tháng. Mà khi nào anh sử dụng hết cái hộp này, dạ. Rồi anh sử dụng mua cái hộp lớn đi. Cái dạ. Hộp lớn mình lời 80 viên, nó hộp lớn là nó 600 viên, anh uống trên 2 tháng. Dạ. Rồi lưu ý nha, uống nước nhiều vô nha. Rồi nó tùy theo người, có người sổ dụ sổ ra nè. Rồi nó tùy theo, nó giặt tùy theo người chứ không phải ai cũng giống ai đâu. Thí dụ anh bị bao tử á, khi mà anh sử dụng vô thì nó xót xa trong bao tử. Mình mới ăn rồi cảm giác như mình đói bụng nữa. Anh uống cái này là anh ngủ ngon luôn nha. Dạ, cải ngon, thiện giấc ngủ nè, rồi tiểu đêm đồ này kia rất là hiệu quả luôn. Dạ cảm ơn. Dạ. Được vậy thì cũng mừng để có sức khỏe làm tiếp. Tại dạ. Làm hồ mà không có sức khỏe là không làm nữa đâu. Dạ. Rồi khi sử dụng đi hiệu quả như thế nào đó rồi chia sẻ bà con mình ở địa phương dạ, để dạ. Cho bà con mình sử dụng cái này nó rất là tốt cho sức khỏe luôn. Dạ dạ. Dạ. Rồi, vậy dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn anh. À, có quên nè, em dặn anh, có quên. Trên nắp logo lúc nào cũng có là 3 số điện thoại. Dạ, dạ, thì dạ, bên dạ, em sẽ hỗ trợ là tư vấn cho bà con mình, có khi bà con quên cái cách sử dụng. Đó thì bên điện đi rồi bên em sẽ hỗ trợ cho bà con mình ha anh ha. Dạ, dạ, dạ. Rồi, rồi rồi. Vậy cảm ơn anh nha. Dạ, anh. Cảm ơn nha. Dạ. Cô chú anh chị trên kênh YouTube của Hậu Giang quê tôi có chia sẻ sản phẩm ngải đen ngải chống độc của Cao Trung Sơn là hỗ trợ trong việc điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa, ung bú, bệnh chỉ, bệnh gút, thần kinh tọa, mất ngủ, tiểu đêm, viêm son, bao tử và đặc biệt là ngăn ngừa di căn tế bào ung thư. Bà con mình sử dụng liên hệ trực tiếp số điện thoại Hậu Giang có để trên màn hình. Hậu Giang đi vô vợ chồng nặng lùng ra hai đứa đâu mất tiêu rồi, nghe em gu bà gù không biết nữa. Đó, cô chú anh chị xem video Hậu Giang chia sẻ cho Hậu Giang một like ủng hộ cho Hậu Giang à. Một like một chia sẻ của chú anh chị ơi, ủng hộ cho vợ chồng của nàng lùng. Hai đứa đâu rồi cô? Nằm chỗ kìa. Trời đất ơi. Gì? Ngủ hả? Đó nằm đó. Hello. Trời. Dạ. Ngủ chưa hả? Ngủ chiều hả? Dạ, anh Giang mới qua. Mới qua nè. Có dặn anh đem qua cho em 4 hộp Cao Trung Sơn, anh có đeo không? Có nè, có anh dễ gì quên. Ừ, nè. Mấy cô anh chợ đặt hả? Ừ. Làm gì mà ngủ chiều vậy? Mệt quá, Rồi xích ga đi nàng lùng. Đó, cô chú anh chị. Thì từ cái chỗ mà em Hằng bị đau mỏi về gáy, bị nhức lưng mà sử dụng rồi là hiệu quả đó cô chú anh chị. Trong đây có cái mấy cái miếng giấy nè nha. Dạ. Giấy rồi em đưa cho bà con. Bữa chung... em leo dừa rồi em đau lưng nhức mỏi quay gáy rồi đó. Em muốn hết với bà con bán gần em á. Có nhờ em đặt giùm. Đúng rồi. Dạ hôm nay em đặt 4 hộp mà chắc chiều nay giao hết luôn rồi. Chừng nào hết thì cứ gọi. Dạ. Cứ gọi mấy anh. Gửi xuống. Dặn bà con là uống nước nhiều trong ngày nha. Dạ, em mà cũng... em cũng nhắc bà con mình gì nè, cái khi mà cái chỗ mà đau nhức á thì uống vô nó sẽ bị đau nhức thêm. Dạ. Nó làm cho mình ghim mình uể oải, nói chung là nó giật mình đó. Dạ. Thì bà con yên tâm sử dụng uống nước nhiều trong ngày thì nó sẽ mau khỏe nha. Dạ. Ừ. Chứ mình không uống nước nó nóng, tại cái này cái dược tính nó mạnh lắm, mặc dù ở đây là họ gần họ Nghệ cô chú anh chị nhưng mà cái dược tính rất là cao luôn. Cái này là viên ha. Dạ. Viên uống nó tiện hơn. Dạ. Hồi viên em uống không gà chắc cũng khá là, hả em với mẹ vợ uống hả? Dạ em muốn tăng lên 5 viên anh ơi. Tăng hả? Dạ. Sáng 5 chiều 5 đến khi hết hộp đi. Dạ. Ừ, đó là đúng cái chỉ định luôn á. Em muốn giống như xưa em còn trẻ gì hả? Không thấy hơi ấm mình mấy nhiều có bữa đầu à, bây giờ uống thấy bình thường. Đúng rồi, tại vì cái này á hơi nóng trong người xíu uống nước vô nhiều là hết rồi. Tại vì cái này thật ra là không phải ai cũng bị giật đâu. Dạ. Ví dụ mình còn trẻ, mình còn kháng thể tốt nè. Có nhiều cô chú tại sao bị giật nhiều là do bị bệnh lâu năm và tích tụ nhiều cái độc tố á, cho nên bị giật dữ lắm. Thì mỗi người có cách giật khác nhau, cũng có người bị sổ đồ này kia vậy đó. Dạ. Nó dân dân vậy đó. Uống nước vô nhiều là cô chú mau khỏe à. Cứ sử dụng ở trên này, cái sử dụng đều ở trên này thì em dặn bà con. Dạ. Ở trên này trên của anh Hậu Giang thì có anh Hậu Giang quê tôi thì có 3 số điện thoại. Bà con mà có quên cái cách sử dụng á thì cứ gọi qua 3 số này rồi bên anh sẽ hỗ trợ cho bà con mình. Bất cứ dù bà con có mua ở đâu cũng vậy, nhưng mà đúng của ngải đen ngải chống độc Cao Trung Sơn thì Hậu Giang sẽ hỗ trợ cho bà con mình hết mình.
đó, khi bà con mình nhận á. Cái này tại vì anh đem xuống đây anh không có gói hàng, tại đây mà em giao trực tiếp luôn chứ anh giao, anh giao xa là anh gói hàng. Khi bà con mình nhận thì bà con mình mở ra ở trong, ở trong cũng có logo là Hậu Giang Quy Tôi nè cô chú anh chị. Đây 4 giờ bây giờ muốn giật nhiều rồi, qua bữa giờ uống tối uống hả? Ừ, đỡ nhiều. Cái này hộp của Hậu Giang tặng cho em Hận, hộp này uống gần 2 hộp à hả Hận? Em với mẹ vợ hả? Này cô chú anh chị, đây là viên, cái loại viên nhộng nè, viên và bột đều công dụng như nhau thôi, không khác gì hết. Nhưng mà viên thì mình dễ sử dụng hơn, ví dụ cô chú anh chị mình đi làm đi đâu đó mình đem theo nó cũng tiện nữa. Ừ, rồi cắt đi em. Anh về anh mới xuống đó. Nãy giờ chắc hai chồng em không hay đâu hả? Chắc uống lấy uống chiều tới chiều rồi ăn xong rồi uống, mới ăn rồi ăn rồi uống liền, tính uống mà nằm thấy quên ăn ngay uống đi cơ. Ăn uống gót miếng nước uống uống nước nhiều vô nha. Quen mấy bữa nay không có buôn bán, bán buôn rồi có buồn không? Dạ có. Hả? Dạ có buồn mà có cái khác bù lại nha. Dạ hả? Dạ vì chiều hai chồng ngủ thấm thiết vậy trời, thấy mùi dữ vậy. Mưa còn tạt không em? Dạ còn. Vậy đó hả? Dạ. Mưa còn tạt hả? Chỉ ngồi tạt cho tới đây luôn, gió giông á. Trời ơi, rồi Hận có che lại cái chỗ đó rồi đó hả? Dạ che rồi. Ừ. Cũng còn tạt chứ sương không hả Hận? Ở ngoài nãy tạt vô nè. Ừ. Gắn đi, gắn gắn chiều cực đi em. Dạ. Rồi chừng khoảng một tháng à. Dạ. Cái nhà cửa rồi xong rồi hai chồng em có nhà cao gáo rồi, khỏe rồi không có lo nữa. Dạ. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ừ, ăn rồi thì uống đi, ăn rồi thì uống được rồi. Tối cho ngủ ngon xíu. Ừ, cái này nó cải thiện giấc ngủ tốt lắm cô chú anh chị. Cải thiện giấc ngủ tốt lắm. Mày tăng uống 5 viên. Ừ, uống 5 viên đi. Có giật gì mấy đâu anh? Không nữa, nó nói chung là nó thải độc tốt thôi lúc đầu thôi chứ đâu nó đâu có giật hoài. Khi nào mình nó thẩm thấu vào trong rồi nó hỗ trợ điều trị rồi là mình đâu có còn bị giật hoài đâu. Nước nhiều vô nghe. Năng Lùng nói sao biết không cô chú anh chị? Năng Lùng nói anh Hậu Giang ơi, cao trung sơn của anh uống em cao được không? Rồi tính chừng nào đi buôn bán lại? Chắc vài ngày anh ơi. Xích vô chồng chút đi em. Hả? Chắc vài ngày đi bán, bữa giờ không đi ba không có khóm bán á. Ừ. Phụ mấy anh làm được cái gì làm, dỡ nhà rồi bữa nay bệnh. Ừ. Hôm nay mới bớt. Thì ngày hôm qua anh còn ở đây thấy em bơ phợ trên cái bữa mà cúng khởi công đó. Dạ. Thấy bơ phợ trên luôn. Em uống hai ngày nay giống này như nó có nói chung tăng, là nó tăng cái kháng thể cho thể em. Sao? Ừ, tăng kháng thể em nó hỗ trợ. Em thấy 3 giờ chưa muốn xuống tay uống luôn á mà uống thì thấy nó giảm nhiều. Nó nghe mình có bởi vụ mình cảm gì đó mình có sử dụng thuốc tây thì cũng mình cách ra 2 tiếng. Dạ. Mình uống bình thường tại vì cái này thật ra nó cũng không có kỵ với một bất cứ một cái loại nào hết. Dạ. Nói chuyện tâm sự nghe Năng Lùng. Dạ. Hả? Sao? Ngày qua nay không có mấy anh xuống ngày về buồn không? Buồn. Hả? Dạ buồn. Buồn thiệt không? Thiệt. Không có mấy anh này nói chuyện. Không có ai mấy anh đây nói chuyện buồn hả? Mấy anh cũng phải về thăm nhà đầu lâu lâu về thăm bảy đâu chứ. Anh xuống đây mười mấy ngày rồi anh Văn đâu có về đâu. Dạ. Mới về hồi tối đó rồi chạy xuống đó. Tại vì em điện em nói xuống tại bà con dặn 4 hộp cao trung sơn đó. Dạ. Rồi anh xuống luôn với hai nữa cũng là cập nhật gửi đến khán giả xa gần xem qua cái qua màn ảnh nhỏ cái là nhà của em. Dạ. Hôm nay làm tới đâu rồi để mà mừng cho vợ chồng của em. Dạ. Nói chung là khi mà khởi công cắt nhà rồi là cô chú anh chị khán giả xa gần rất là mừng luôn. Dạ. Đó giống như cái này, cái điều này là mơ ước của vợ chồng em mà thành hiện thực, đúng không Năng Lùng? Dạ. Ngon lành ha. Dạ, nhờ mạnh thường quân giúp đỡ vợ chồng em mới có căn nhà vậy chứ em đi bán không biết khi nào mới được cất được cái nhà gì. Đúng rồi, tại vì mình không có nghề nghiệp ổn định, dụ hai đứa mà buôn bán ngày lời đô 300 thì sửa sùng cho con đồ. Dạ, ăn uống hàng ngày đó. Ừ, làm gì mà có dư mà để mà
xây cái nhà gì, dạ, mấy trăm triệu gì đâu. 210 triệu đó cô chú anh chị. Dạ. Đó. Thì nói chung nãy anh có gặp anh thợ đó, anh nói là để đẩy nhanh cái tiến độ thi công lên. Dạ. Càng sớm càng tốt, làm cho hai vợ chồng xích xiết vô có cái nhà mới. Anh tổ chức đám cưới cho nàng lùng đồ nữa chứ. Rồi mấy bữa nay nhà có kiếm cá đâu không? Có dân lưới mà không có dính anh ơi. Vậy đó hả? Dạ. Tính kiếm cá phụ thêm hay gì? Kiếm cá phụ thêm đỡ tốn tiền mà. Tại vì với 4 người với 2 chồng em với mẹ nữa. Là 7 người. Dạ. À. Một ngày là mua cỡ 250 ngàn đồ ăn đó. Là ăn 2 cử hả? Dạ 2 cử. Trời ơi. Bữa giờ nhà mấy cô cho tiền làm vốn em đó, em lấy tiền đó ra em mua đồ ăn chứ với khô chứng dịch đồ mấy chú nói lâu lâu ăn bữa được chứ ăn hoài ăn không nổi. Thì đúng rồi, nói dạ, chứ mình em, vợ chồng em với mẹ ăn gì cũng được, còn mấy chú ở rồi ăn đủ mới có sức làm cho mau. Đúng rồi. Nên em tiền vốn của mình mấy cô cho em lấy ra em mua đồ ăn chứ sao giờ em cũng gán cái làm để kiếm lại. Đúng rồi. Thì bữa có khóm thì bán lấy có lòng ra lòng vô ngày lời chừng 100 ngàn cũng nói chung mình phụ vô nó cũng đỡ em ăn. Ừ dạ. Dân lưới cái này xong dân không dính, người ta kích điện không à, em dân không có gì đó hả. Dạ. Có cá đâu mình phụ thêm nó cũng đỡ ha. Dạ. Sáng mua mấy cá rô không à, 7-8 cá rô mà 150 ngàn. Trời gì đó, nói chung là cũng hà tiện rồi, ở nhà thì ăn chiến dịch với khô đồ. Dạ. Thì cũng ăn cá rồi đi chứ trời ơi, ăn chiến dịch với khô hoài sao ăn nổi. Em cũng em tiện mua rồi mỗi cái chút chút, bữa thì mua cao su, rồi mua tràm rồi nè. Ừ. Rồi dời điện rồi vô nó vòng trên 5 triệu. Trời lê quay, bởi vì tiền xài mình không có làm được vô tiền á, mình xài nó nhanh lắm hay em ơi. Dạ. Lê quay cái là đã hết rồi. À, chiến dịch nè cô chú anh chị, chiến dịch nè khô nè. Dạ. Ê khô anh kêu bữa không phải nắng là có phải không? Vậy đó hả? Dạ. Bọc chiến dịch này ăn cũng lâu à. Dạ. Khô đâu? Khô con này nè. Phơi thêm. Keo này chơi khô. Quyền ơi. Để hai đứa nằm hoài không biết nữa. Bữa nay qua 20 tháng 10 rồi. Ôm hoài yêu này. Chú anh chị thấy thương không? Đi chợ điện em phơi đây hả? Dạ phơi. Ừ phơi vậy đó mình ăn lâu với sao. Dạ. Mình không có tủ lạnh á. Dạ. Mình không có tủ lạnh á, mình để lâu nó bị mốc. Dạ. Cái này phơi cái này á có đúng ra có cái xề bự bự á, em chải cho nó mỏng ra. Dạ không có, nhà không có cái xề phơi đỡ gì. Còn mình kỹ hơn nữa mình rửa lại mà sợ làm gì nó mất thời gian. Dạ cái này một con là ăn rồi muốn cơm luôn á. Mặn. Mặn không? Mặn lắm luôn. Con cái cá này mặn. Ừ. Ăn một con là uống nước nhiều luôn. Uống thuốc nó vô với ăn cơm cái này với cá này là uống nước nhiều luôn à. Sao Quyền ăn khô dạ. Ngon không? Quay lại cây, quay mặt dạ, lại cây. Ngon dữ chưa? Dạ. 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 Nè hai đứa ngồi ghế đi. Ghế đi em. Dạ. Ngồi ghế tâm sự đâu chơi. Con lại đang ngồi tô cơm. Vậy đó hả? Con bầu hả nè hả? Dạ. Có chừng điện em. Hả cái điện đâu trong nhà hai đứa kỹ nghe. Em máng nó gọn gàng cho nè. Ừ, máng lên cho gọn gàng em. Dạ, che lại nó đỡ tạc rồi hả? Dạ đỡ nhiều rồi nè. Ừ. Mấy bữa nay đàn lùng thấy trắng rồi ta. À, ở nhà không không ra nó sao. Dạ. Ừ. Để vài ngày đi anh liên hệ cái chỗ ở chợ đó coi sao. Anh dạ. Cũng mong là có được cái chỗ mà để cho vợ chồng em bán ngoài đó. Dạ. Ngoài đó mình lấy khoai, lấy gì cột có cái sạp thôi. Dạ. Rồi mình lấy nhiều thứ để hai đứa buôn bán, cái lợi ích cũng được. Dạ. Ở chợ thì buổi sáng đông người mình buôn bán nó dễ. Rồi cái điều thứ hai nữa là tối mình cũng không cần phải giữ đó. Dạ. Hai đứa về nhà ngủ cho nó an tâm. Dạ. Chứ để bán khóm mà ngủ ngay góc đó ớn quá. Dạ chứ xe lấy chở về chắc là không nổi anh. Ừ. Hai bên nó không cân bằng nhau khó chất. Chứ hai đứa chở về cái
quay đầu xe không được anh. Ừ. Đem vô nhà lúc đầu vô sáng quay ra khó quay. Ừ. Với hỏng cũng hơi nhiều, bán không hết, cái sợ đem ra em vô nó dập anh. Em cứ bỏ đó em mới ngủ. Bây giờ em dạng chứ gặp anh thật ra anh Giang cũng nhát lắm, nếu mà ngủ ở đó là anh Giang không dám ngủ thiệt luôn á. Yeah. Tối vắng vẻ quá trời của mình ên mình à. Mà bỏ thì mình không dám bỏ. Dạ. Yeah. Vốn bỏ ra tiền bạc đó sao bỏ được. Ừ. Cần câu cơm hàng ngày với vợ chồng em. Anh hồi nãy anh đi qua đây á, anh đi anh thấy cái đường chỗ mà cái đường xuống quả lụ á, yeah. Ở đó khóm nhiều. Dạ. Ở đó khóm nhiều. Anh Vũ có nói nhiều khóm đó, anh Vũ ơi, mai cũng có rảnh thì xuống dưới anh Vũ dẫn cho tới dưới ông anh Vũ quen á. Ừ. Rồi cái ông nó dẫn đi chỗ nào có khóm đó, gần chín nó đặt cọc trước cho người ta, rồi chừng nào chín người ta điện xuống lấy khóm về bán. Đúng rồi. Mình lấy khóm già ví dụ để mình để 1-2 ngày nó cũng chín nữa. Dạ. Chứ còn khóm của em là phải phơi nắng mà chưa chín nữa. Dạ, nó chín héo luôn mà nó chua. Dạ. Đây là thợ làm tất cả, mình cũng đâu có phụ gì hả Hằng? Dạ không. Có làm nước rồi cho mấy chú uống với chuẩn bị cơm. Ừ. Ngày hai cửa cơm với mình chắc pha hai cửa cà phê hả? Hai cửa cà phê. Cà phê sáng với cà phê trưa. Ừ. Dạ. Chiều thì không có pha. Dạ không. Ừ. Nàng Lùng có pha cà phê được không nàng Lùng? Dạ được, nhưng mà mẹ em làm. Vậy đó hả? Ờ. Sáng là hồi sáng 6 giờ là mua đồ chuẩn bị cơm với mấy anh. Ờ. Hồi sáng mẹ em làm cơm cái hôm qua nè. Ai làm cơm? Hồi sáng mẹ em làm hôm qua mẹ à. Ờ vậy đó hả? Làm rồi mấy anh mấy chú có nói là nàng Lùng làm ăn ngon hơn mẹ không? À biết ạ. Xong hỏi ý kiến rồi nói bữa nay con làm với mấy anh mấy chú ăn coi sao? Ngon hơn không? Rồi đi chợ là ai đi? Em đi chợ. Em đi chợ hả? Dạ. Ủa dỗ dữ gì ta? Đi mua đồ ăn, cái mua chuẩn bị cho sáng chiều cũng đi một lần một á, đỡ tốn xăng. Ờ. Dạ. Đi mình tính cái gì là mua ăn đi, sáng ăn chiều luôn ha. Sáng chiều rồi bỏ thùng đá chiều nấu mấy chú ăn. Có cái thùng nước đá hả? Dạ. Ờ. Mới kiếm cái xề gì lớn lớn chút Quyền. Rồi em đổ khô này kéo ra cho nó mỏng. Dạ. Phơi cho nó khô đi, mình ăn lâu được. Dạ. Chứ không thôi mình không có tủ lạnh cái mình để nó móc biết không. Dạ. Trời này mưa ẩm ẩm hoài nè. Vậy là cái nền này của chú anh chị nó lên khỏi mí này luôn nè. Dạ. Nữa xây xong này có cái nhà đẹp rồi, cái em mua ít cây dừa em trồng theo hàng bánh á. Ủa anh thấy thấp quá sao trồng? Nữa có đổ đất lên á. Ừ. Dạ. Ừ. Kiếm đất mua chừng 2 xe đất cái em rảnh cái em đẩy xe đẩy băng từ từ ra cái em trồng dừa. À, mua mấy xe đất thì chỗ trống đó ha. Dạ. Đúng rồi, mình trồng dừa hoặc là trồng cây ăn trái gì để cho có. Dạ. Chứ lúc trước thì nó ngập đó, đâu có trồng được cái gì đâu. Anh thấy em trồng bụi sen chỗ cái ao đó sống rồi đó. Dạ. Họ trồng cái mười mấy bụi rồi, cái nó mưa nước dâng lên nó thở không được nó chết. Còn có được bụi một bữa nay nó nhảy ra. Thấy cho nó nước sình hôi quá, trồng quả sen lên cho nó đẹp, nó thơm. Ừ. Dạ. Sống rồi đó, em trồng lại mốt là sen là nhảy bích vòng vòng đây luôn là đẹp lắm. Dạ. Nhà anh hả? Với cậu với đó, nhổ mấy sen với đó đem tới đây trồng. Vậy đó hả? Dạ. Ủa vậy là sen ở chỗ của hổng, chỗ ở phía sau mộ mẹ đó hả? Dạ. Chỗ cặp cái mương đó hả? Dạ. À. Sen đó, đó em đem đây trồng. Nhà anh ở đó trồng chỉ có 2 bụi thôi mà bây giờ bích hết trơn, đẹp dữ lắm luôn sen. Dạ. Chỗ đẹp lắm em. Dạ. Đẹp lắm, anh thích lắm. Trồng nhiều mình lấy ngó mình ăn được với bông. Ừ. Bán đồ chung Tết nữa. Với đúng rồi. Trồng đó. Đúng rồi. Mấy cái bữa đào học chắc hơi cực, bơm nước ra hơi cực hả? Nước quá trời nước hả Hằng? Dạ. Ừ. Đào rồi đút cái máy bơm điện vậy đó, hút hết nước rồi mới đổ xi măng nữa được. Ừ. Nước quá trời mà đỡ cái biết sao. Mấy bữa nay mưa không có lớn. Dạ, mưa lâm râm. Thường thường giấc này mưa tới chiều đúng không? Mà sau nay không mưa. Ừ. Dạ. Hên cái là chứ mà ngập như bữa hổ kìa không biết sao mà đào được nữa. Dạ. Trời ơi, cái miếng nhà là muốn ngập lên trên này nó xem xét hết trơn rồi. Nói chuyện nghe với cô chú rồi cây Quyền, tâm sự mỏng rồi cây.
có chuyện gì mà tâm sự mỏng kể rồi nghe coi hả? À, không biết. Sao cái này sao này, chồng cưng dữ không? Cưng dữ chưa? Dữ. Nói chuyện với chồng có ngọt không? Dạ có. Ừ, vậy đó biết không? Mình phụ nữ phải gì? Thay đổi gì là ngon lành rồi đó. Mới mốt là đi uống tóc rồi lại nó nhìn lạ lắm nha. Dạ. Hồi đó giờ có từng đi uống tóc lần nào chưa Quyền? Hả? Dạ chưa. Chưa hả? Chắc mình, thì có tóc. Mình tưởng tượng cái uống tóc chắc đẹp dữ rồi nha. Đây phải có cá đồ mình kiếm mình phụ thêm nó cũng đỡ ha. Dạ. Ừ. Đây không có ao nuôi cá rồi không có cá luôn. Nói chứ dạ. Một ngày mấy trăm ngàn mà cả tháng trời cũng ngắn lắm em. Dạ ngắn. Ừ. Ngày gần 200 ngàn tháng cỡ 6 triệu bạc đó, tiền hầu ăn đó. Nên muốn kiếm có đồ bán kiếm ra ông vô sớm. Ừ thôi ổn ổn rồi, vì mai mốt gì hai đứa cứ dạ. đi làm đi. Kiếm gì đó làm đi, rồi để anh liên hệ với cái anh chỗ quản lý chợ ngang dừa đó coi sao. Dạ. Được sớm nhưng mà được rồi anh mới điện cho Mạnh Thường Quân. Dạ. Tại vì chị Thúy ở Cộng Hòa Xét á. Dạ. Chỉ nhờ anh là em coi ra ngoài chợ đó kiếm có một cái lô nào không để mà đăng ký cho em. Dạ. Đó. Hỏi anh điện quản lý chợ mà bữa đó ngay chăn thứ bảy chủ nhật thì ảnh không có lên máy. Tối mũi giữ Quyền. Dạ. Tối mũi giữ không? Có nó mua nhân mũi đốt không? Dạ. Sao mồm suốt ngày luôn hả? 6 giờ là vô mồm rồi. Ờ. Tại vì có con em đó. Ừ. Sao vô mồm sớm em mũi cắn. Vậy mấy? Còn bị mũi cắn đó. Mấy bữa nay con em ngủ với em không có gì? Dạ. Chịu không? Chịu. Không khóc tí. Ờ, thường ngủ với bà ngoại không mà. Dạ. Mới mốt là có hai phòng ngon lành này đó. Phòng Quyền là phòng đặc biệt nha cô chú anh chị. Phòng cách âm luôn nha, theo yêu cầu của nàng Lùng nha. Này anh Mạnh không có lên, anh Mạnh mẹ bệnh rồi. Dạ. Rồi hai chồng em có điện hỏi thăm. Ừ. Cô à, bệnh nhiều lắm. Dạ, bữa đó em điện chưa điện không Mạnh rất bận không có máy. Đúng rồi. Tối em điện Mạnh nó còn đang giật dữ lắm luôn em. Dạ. Ừ. Thì cái bữa sáng mà tụi anh sáng đi qua đây ghi hình đó. Dạ. Thì thường mấy anh em sáng thức sớm. Dạ. Thì mới vừa thức xong thì chị có Mạnh nó điện nó Mạnh ơi chạy xiết về mẹ bệnh nặng lắm rồi. Dạ. Rồi là tóc lên anh kêu thôi cái gì cái chạy từ từ xa lắm nghe em, chạy xe cộ chạy từ từ. Rồi về dưới vô cấp cứu rồi anh gọi nó gọi cho anh thấy cô bị giật dữ lắm luôn. Nãy đi trên đường anh điện hỏi thăm á, nói chung là ngày anh điện cũng mấy lần vậy đó. Hỏi cô sao rồi. Tại vì cô cũng gần 80 rồi, 79, 80 gì rồi. Cũng lớn rồi. Ừ, anh Mạnh là con trai út trong nhà mà. Thì tối em cái này anh Mạnh sợ anh bận, tối em điện. Tối điện. Hồi nãy anh điện là đang chụp CT. Dạ. Đang chụp CT để mà kiểm tra. Đang ở bệnh viện Cà Mau á. Dạ. Tại bữa hổm là ở như là bệnh viện Đầm Dơi rồi mới chuyển qua đó. Dạ. Cái này đổ hồ xuống gọi chân đây hả? Dạ đổ rồi. À. Cái mí này nữa mí này chắc cũng đập ra mà. Dạ chắc đập ra. Còn mí tường đó chắc nữa ở trên nữa chắc làm bê tông quá hẳn. Làm gì vậy? Đập xuống á, có nghĩa dạ. Là đập xuống rồi nữa làm bê tông á, mình đầm ở đây nè. Dạ, chắc chịu không? Dạ. Ừ. Nó cũng nhiều á. Nhưng mấy cái này nè, mấy này mình làm bê tông cũng được. Dạ. Cái này chắc có anh xúc bỏ ngoài đó, chỗ lúng đó. Ừ, cái dạ, chỗ nào thấp xuống. Thì cứ thảy ra đó. Dạ. Nữa đặng bơm cát nữa, ở đất này nữa chắc cũng bỏ ngoài rồi. Dạ. Gần tới giờ mấy anh thợ nghỉ rồi đó. Dạ, 5 giờ mấy anh mới nghỉ. À, hai đứa chịu cơm nước gì chưa nàng Lùng? Dạ chưa. Chịu này ăn với món gì? Khô hay gì? Trứng chứ khô nữa hả? Sao tối ngày? Nói chứ nè, cũng đừng có hà tiện quá, cũng ăn đi chứ còn không ăn thì sao có sức khỏe.
Trời ơi, Hà Tiện ăn trứng với khô không rồi sao ăn nổi. Vài ngày mình ăn được chứ khô mình ăn hoài ăn cũng đâu có nổi đâu hai em. Ai cũng vậy mà. Lâu lâu mình ăn khô thì nó ngon. Dạ. Nhưng mà ăn hoài, Hà Tiện ăn hoài không nổi đâu. Dạ. Con khô rồi gọi bữa ăn, ăn vài bữa là thành con khô luôn đó. Dạ. Thôi vì hôm nay anh vô thì anh cũng cập nhật coi nhà của hai vợ chồng của em bữa nay tới đâu rồi. Dạ. Gửi đến cô chú anh chị xa gần xem qua màn ảnh nhỏ. Tại vì thật ra mấy anh về ăn lượt hết thì không ai cập nhật hết trơn á. Dạ. Rồi em điện anh, em nói cái vụ mà cao Trung Sơn đó. Dạ. Đem xuống cho em 4 hộp đó. Rồi anh đem xuống luôn, sẵn anh chạy xuống luôn. Dạ. Hồi trưa cũng có một cô điện em nói mấy anh sao không gài, không thấy quay chồng em. À, dạ. Còn hỏi. Cái này là còn kêu em nhớ các bạn với cái cô gì đó. Châu Nguyễn gì á. Em không biết cô đó đâu. Không, cái đó khó kết bạn lắm, cái đó phải gửi đường link mà đường link mới được, anh tìm cô không được nữa, chị Châu Nguyễn ở Mỹ á. Dạ. Cái cô mà cho anh nàng lùng à. Dạ. Em lên em tìm Hoàng không? Không có được đâu. Dạ. Chị Châu Nguyễn là cho nàng lùng ba chỉ vàng đó cô chú anh chị, và cái gạch mà lót tường này nè, chị Châu. Dạ. Nguyễn, Châu Nguyễn ở Mỹ đó, và cũng chỉ là cho nhiều thứ lắm. Dạ. Nói chung là không phải là riêng cái đó không. Một cái cô đó em không biết ở đâu mà cô đi điện sao không gài, không thấy mấy anh quay về dòng em với sao mà chưa kết bạn với cô Trung Nguyễn, cô nói gì đó. Có em còn số điện thoại cô cho bóng. Để nữa anh gửi cái đường link. Dạ. Cái đường link qua anh kêu Mạnh gửi đường link qua, rồi anh gửi qua cho em, rồi em vô cái đường link đó rồi em bấm em kết bạn, rồi bạn chỉ đồng ý là chỉ liên lạc với em được. Dạ. Chỉ có đó thôi chứ mình tìm khó lắm. Dạ. Rồi vậy thôi, vậy anh về ha, hai đứa cơm nước. Dạ. Về đi, cũng tối rồi. Dạ. Em chào cô bác. Trời, một like sao đâu quen. Hậu Giang cũng xin kết thúc video tại đây. Dạ. Cảm ơn quý khán giả Sài Gòn đã luôn chia sẻ và đồng hành cùng Hậu Giang với tôi. Cô chú anh chị xem video cho Hậu Giang một like, ủng hộ cho Hậu Giang.